Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2021 Và bây giờ là tối ngày thứ năm khoảng chừng là 7 giờ rưỡi tối tại Cali Thì chúng ta thấy ngày hôm nay là một ngày rất là tốt về cái phương diện giá cả Chúng ta thấy là biểu đồ nến giờ của Bitcoin trên sàn Coinbase là tăng trưởng liên tục trong ngày hôm nay Và chúng ta thấy được là cái mức Bitcoin bây giờ là 34.121 Coi như là một sự tiến triển rất là tốt. So với cái đây hai ngày thì nhiều bạn lo lắng là Bitcoin sẽ xuống dưới 30.000 đô. Và thật ra đã có một vài lần Bitcoin đã đi xuống dưới 30.000 đô. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ nến ngày của Bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là biểu đồ nến ngày cho các bạn thấy là tổng cộng chúng ta đã có 26 ngày, 26 ngày liên tục. Bitcoin trên 30.000 đô mà chưa đóng lại nến ngày dưới 30.000 đô. Nghĩa là các bạn thấy có một số lần Bitcoin đi xuống dưới 30.000 đô nhưng mà đóng lên đến ngày là trên 30.000 đô. Đây là một dấu hiệu là 30.000 đô vẫn là một vùng chúng ta rất là tin tưởng ở thời điểm hiện bây giờ. Và không chỉ riêng là Bitcoin, chúng ta nhìn vào tình hình của Ethereum thì Ethereum bây giờ đã trên 1.300 đô, bây giờ là 1.334, coi như cũng tiến triển rất là tốt đẹp. Bắt đầu muốn trở về và thử lên cái mức 1.400 đô và đương nhiên cái mức cao nhất mà chúng ta thấy trên sàn Coinbase là 1.477 và chúng ta hôm nay nhìn chung thì các bạn thấy được là trên trang Coin360 thì ngày hôm nay có rất nhiều và rất nhiều những màu xanh và có nhiều đồng có màu xanh rất là đậm như là Bitcoin Các bạn thấy được là Ethereum, Polkadot, Dogecoin tăng cực kỳ mạnh Litecoin, Cardano, Stellar Lumen vân vân Có rất nhiều đồng tăng trưởng mạnh ngày hôm nay Có một số những đồng nằm ở trong cái màu là màu đỏ nghĩa là đi xuống một chút Nhưng mà phần lớn nhiều đồng ngày hôm nay có sự tăng trưởng và nhất là những đồng lớn Chúng ta nhìn vào tình hình ở trên CoinGecko thì refresh channel lại Thì các bạn thấy được là Bitcoin trong vòng 24 giờ qua đã tăng 8,9%, Ethereum tăng 5%, Polkadot tăng 5,6%, XRP tăng 3,9%, Cardano tăng 7,8%, Chainlink tăng 3%, Litecoin tăng 8,5%, Bitcoin Cash tăng 6,1% và Stellar Lumen tăng 23% và Binance Coin chỉ tăng có 2,3% thôi nhưng mà ngay bên dưới đó các bạn thấy được là chúng ta không nói tới đồng USD coin tại đây là một đồng ổn định nhưng mà ngay bên dưới đó chúng ta thấy được là đồng nào đó chính là đồng Dogecoin, đồng Dogecoin đã qua mặt luôn cả đồng Uniswap Uniswap bây giờ vẫn trên 15 đô nhưng mà đồng Dogecoin đã qua mặt Và bây giờ là các bạn thấy là đứng cái hạng thứ 13 Hôm nay trong vòng 24 giờ thôi đã tăng 419,3% một cái phần trăm mà cực kỳ kinh khủng Tôi sẽ chia sẻ thêm về cái thông tin này một lát nữa Nhưng mà ngày hôm nay những số những cái thông tin mà tôi đã chia sẻ ở trên những mạng xã hội đó các bạn thấy được là thông tin mà tôi đã chia sẻ nhiều lần ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới stablecoin được đưa lên trên những cái sàn giao dịch nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái link liên quan đến Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital trong đó các bạn có thể là điền đơn vào group những hỗ trợ cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được những cái bonus khi mà tham gia những sàn như là StepX, LMT Binance, Bybit, Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending Và các bạn có thể là tham gia vào cái dịch vụ CryptoCoin Một dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này Thì những cái đầu ổn định này là được đưa những cái sản dịch đến từ nhiều ví thì khi mà các bạn thấy thường chia sẻ những thông tin này có nghĩa là chúng ta thấy có rất nhiều người Không phải là nhiều độ ổn định mà có rất nhiều người nạp độ ổn định lên trên sàn giao dịch Nó khác với lại cái số lượng đồng là bao nhiêu Chúng ta sẽ nói tới là bao nhiêu người nạp lên Tại vì bao nhiêu người nạp độ ổn định lên trên sàn là một dẫn chứng là có nhiều người đang có một động tĩnh nào đó Và ngày hôm nay cả ngày các bạn thấy được là có rất nhiều những thông báo tương tự Thực ra thông báo này đã bắt đầu từ là 4 giờ sáng của ngày hôm nay Thường đã chia sẻ đây là cái tài liệu mới nhất là cách đây đó là chỉ có 4 tiếng mà thôi Thường thì cái chỉ số này nếu như mà trên 80 điểm đó, thì coi như là nhiều Các bạn thấy là gần đây cách đây 4 tiếng chỉ số này đã lên tới là 152 điểm Và chứ đó nữa chúng ta thấy được là hồi sáng này khi thức dậy đó Thường thấy là tối ngày hôm qua lúc mà 4 giờ 40 sáng cũng đã có cái hiện tượng tương tự và lúc mà thức dậy đó khoảng chừng là 7 giờ 52 sáng thì cũng hiện tượng tương tự có nghĩa là từ tối hôm qua cho tới bây giờ có rất nhiều và rất nhiều người đang gấp rút để mà nạp tiền lên trên sàn những cái sàn giao dịch thì họ nạp đồ ổn định lên sàn để làm gì? Thì đương nhiên nhiều bạn nghĩ là nạp đồ ổn định lên sàn để mà mua crypto. Nhiều người thì nghĩ là phần lớn mọi người nạp vào để mà mua Bitcoin và chúng ta cũng có nhiều dẫn chứng là mỗi lần mà chúng ta thấy những thông tin này được chia sẻ đó thì một thời gian sau đó có thể là không xảy ra ngay lập tức nhưng một một thời gian sau đó thì giá có cái sự tăng trưởng và nhưng bạn nhớ là cách đây hai ngày cũng có thông tin tương tự và khi mà giá đi xuống dưới 30.000 đó thì lại có lực mua rất là mạnh thì nhiều người nghĩ là những nhà đầu tư riêng lẻ đó họ nạp đầu ổn định lên sàn để mà để sẵn để làm gì để khi mà họ thấy cái giá tốt họ sẽ đẩy tiền vào để mà mua tại vì họ đã có sẵn tiền trên sàn cho nên đây là một những điều mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi và theo dõi rất là sát khi mà thường nhận được thông báo thường sẽ chia sẻ với các bạn ngay lập tức ở trên những cái mạng xã hội cho nên các bạn nhớ theo dõi thì chúng ta thấy là giá bitcoin đã có sự tăng trưởng nhưng mà nhiều người bây giờ nói là cái đầu ổn định nạp lên sàn không phải là để một Bitcoin, Bitcoin và những đồng ổn định khác thì đương nhiên là có cái sự tăng trưởng nhưng mà nhiều người thì lại nói là cái số lượng đồng ổn định này nạp lên có thể là dùng để mà mua Doscoin thì chúng ta trở lại đi để mà nhìn vào tình hình của Doscoin. Doscoin là một đồng mà đã có mặt rất là lâu đời rồi và wow, tôi mới vừa refresh cho lại các bạn thấy được tăng lên 833% 833% chỉ trong thời gian chỉ có một ngày thôi là cái sự tăng trưởng kinh khủng như thế nào Và các bạn thấy là chúng ta nhìn vào Dogecoin bây giờ là khoảng 7 cent Và chúng ta nhìn vào biểu đồ thì thường có thể trong nên thấy được là biểu đồ là đi thẳng đứng lên luôn Thì chuyện gì đã xảy ra với lại Dogecoin Thì hồi sáng này thường có chia sẻ với các bạn đó là ở trên Twitter đã có một người tên là WSB để thường tìm cái tweet đó cái tweet đó thường chia sẻ cho đây 12 tiếng thì một người này trên Twitter tên là WSB Chairman thì uh, nói là đồng Dogecoin có bao giờ đạt được mức là một đô la chưa thì các bạn thấy được đó đây là cái thông tin có nghĩa là người này muốn thâm đồng Dogecoin và người này đó không phải là một người mà dính dáng trực tiếp với lại cái subreddit uh, Wall Street bet mà chúng ta nói tới ngày hôm qua tại vì cái subreddit đó là của một người khác nhưng mà người này thì cũng lấy cái tên tương tự nhưng mà người này không phải là một cái nhân vật nhỏ các bạn thấy là người này đó khi mà thường nhìn vào Twitter bây giờ không mới hiểu được người này không phải là cái người trực tiếp liên quan đến cái người ở trên Wall Street Bet cái số lượng người mà chúng ta biết liên quan tới à, cái vụ mà pump đồng GME mà thường nói tới ngày hôm qua đó thì cái người này tuy không phải dính dáng trực tiếp và ngay cả cái profile người này cũng đã nói như vậy nhưng mà các bạn thấy được là người này là một người mà có 600.000 600.000 subscriber ở trên những cái mạng xã hội nhất là chúng ta nói tới nhưng mà cái người này đây là có 600.000 follower 600.000 người theo dõi trên Twitter là một con số rất là kinh khủng và người này các bạn thấy được là cái tweet này đã được chia sẻ 5.550 lần đây là cái tài liệu là cái tên 10 tiếng bây giờ đã nhiều hơn rồi và được comment 2.854 lần và được yêu thích 22,4 ngàn lần một lần nữa đây là thông tin cái đây 10 tiếng bây giờ đã nhiều người và nhiều người hơn biết thông tin này và các bạn cũng đang thấy được là chuyện đã xảy ra lúc mà thượng đăng thông tin này đó thì đồng Dogecoin đã tăng 194% nhưng mà bây giờ đồng Dogecoin đã tăng lên các bạn thấy là chúng ta nhìn vào tình hình mới nhất để thùng refresh lại thì các bạn thấy được là Dogecoin đã tăng 834% trong vòng chỉ có một ngày mà thôi một con số mà có thể nói là không ai dám tin tưởng và chúng ta nhìn vào đồng Dogecoin này đó thì nhiều bạn hỏi thượng là thượng phân tích được hay không đồng Dogecoin này thực ra cũng không có gì để các bạn phân tích hết đây là một đồng mà đã có mặt từ lâu đời rồi và đã cùng với lại đồng bịch khôi đi qua nhiều cái chu kỳ và đồng Dogecoin này đó khi mà mới ra đời đó đó là một cái trò chơi để mà chọc vui mọi người mà thôi. Tại vì cái người này đó chủ yếu là copy mã nguồn Bitcoin sau đó gây dựng đồng Dogecoin. Và đồng Dogecoin này đó họ gây dựng để cho chọc mọi người mà thôi, giống như là một cái trò chơi vậy chứ không có một cái ý định nào hết. Mà bạn có thấy được là đồng Dogecoin này đó là một đồng mà hầu như bây giờ nói tới chuyện phát triển đó hầu như cũng không ai chú tâm đến phát triển hết. Và hàng ngày đồng Dogecoin này được sinh ra rất là nhiều và đồng Dogecoin này đó lạm phát rất là cao các bạn thấy được là cái số lượng ấn định là không có giống như là sẽ làm phát mãi mãi. Nhưng mà đồng này đặc biệt một chỗ là mỗi mùa tăng trưởng đều có những cái đợt pump mạnh như vậy. Và sau đó cũng có nhiều cái đợt mà đâm rất là mạnh. Các bạn thấy được là năm 2017 cũng tương tự có rất nhiều lần đồng Dogecoin đã được pump. Và cả trong dòng thời gian 12 tháng qua đó cũng có nhiều lần à, những người ở trên TikTok cũng đã pump lần Dogecoin này. Cho nên đây là một đồng mà các bạn cần phải cẩn thận. Nhưng mà cái con số này tăng thật sự là quá kinh khủng. Tại vì một người trên Twitter với cái tên tương tự như là cái nhóm người ở trên subreddit mà phâm đồng GME thì nói tới cái thông tin này đã thường có một số những cái tài liệu khác thường muốn chia sẻ với các bạn.